Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin tức đáng chú ý cho đến thời điểm này. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam về tội giết người đối với Lầu Vũ Nhật Đăng, sinh năm 1996, trú tại xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang. Trước đó, như tin đã đưa, trong 3 ngày 4, 6 và 7 tháng 5, Lầu Vũ Nhật Đăng điều khiển xe máy tay công ấm tuyếp chạy qua nhiều đường phố trên địa bàn phường Vĩnh Hải, phường Vĩnh Hòa của thành phố Nha Trang, rồi lần lượt đánh vào đầu 5 người phụ nữ đi đường khiến họ bị chấn thương. Trong số đó có 3 trường hợp phải vào bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu và điều trị. Riêng người phụ nữ sinh năm 1961 trú tại đường Bắc Sơn, phường Vĩnh Hải đã tử vong vào chiều ngày 9 tháng 5. ba cháu gái tại tỉnh nghệ an vừa được công an huyện tương dương giải cứu trước khi bị các đối tượng bán sang nước ngoài Trước đó, đối tượng Seo Thị Thành trú tại huyện Tương Dương cùng với Lương Thị Biên và Seo Văn Hiên đều trú tại huyện Kỳ Sơn đã lừa bán ba cháu gái ra nước ngoài. Sau khi thu thập tài liệu chứng cứ vào cuối tháng 4 năm 2024, công an huyện Tương Dương phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng giải cứu ba cháu gái. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã móc nối với một người Việt Nam ở nước ngoài bán các cháu gái để hưởng lợi số tiền 165 triệu đồng và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tương Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ba đối tượng này. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã tạm giữ nghi phạm vận chuyển hơn 380 kg pháo sau 4 ngày lẩn trốn. Trước đó vào tối ngày 7 tháng 5 tại quốc lộ 13 đoạn thuộc phường Thành Tâm thị xã Trân Thành, khi bị tổ công tác dừng xe kiểm tra, lái xe đã bỏ chạy thoát thân. Tiến hành kiểm tra khám xét chiếc xe, tổ công tác phát hiện và thu giữ 220 bệ pháo nghi là pháo nổ và pháo hoa, tổng trọng lượng 389,6 kg. Sau khi lập hồ sơ vụ việc và tiến hành truy xét, đến ngày 10 tháng 5, lái xe Cao Chí Dũng trú tại tỉnh Bình Dương đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội do mình thực hiện. Công an huyện Mường La, tỉnh Sơn La vừa thông tin chính thức về vụ việc cô giáo mầm non có hành vi dùng chân tay và dép đánh đập cháu bé sinh năm 2016, trú tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La tại cơ quan công an lê thị lợi là giáo viên trường mầm non thị trấn ít ong huyện mường la khai nhận do mâu thuẫn trong cuộc sống sinh hoạt giữa bà lê thị lợi và gia đình bà ngô thị kim liên là bà của cháu bé nên khi bà lợi nhìn thấy cháu đang đi bộ qua trước cửa nhà mình đã nảy sinh ý định đánh đập cháu sau khi xảy ra vụ việc cháu bé đã được gia đình đưa đi khám và điều trị hiện sức khỏe và tâm lý đã ổn định vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mường la tiếp tục điều tra xác minh và xử lý theo đúng quy định của pháp luật Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, công an quận Bình Tân đang điều tra làm rõ vụ cháy xảy ra tại xưởng làm mũ bảo hiểm trên đường Nguyễn Văn Cự, phường Tân Tạo A, khiến nhiều tài sản có giá trị bị thiêu rụi. Khoảng 13 giờ cùng ngày, lửa bất ngờ bùng phát bên trong xưởng. Ngay sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Bình Tân có mặt thì ngọn lửa đã bùng phát mạnh, khói đen bao trùm cả khu vực. Lực lượng chức năng dùng máy bơm công suất lớn bơm nước trực tiếp dưới cây gần đó để chữa cháy. Đến 15 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế dập tắt. Tuy nhiên, cơ sở làm mũ bảo hiểm đã bị đổ sập một phần, nhiều tài sản phương tiện bị thiêu rụi. Theo người dân thì xưởng sản xuất này ngừng hoạt động hơn một tuần nay và huyện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy đang được điều tra làm rõ.